Chào các bạn, kế bên mình là chiếc EQV 250, cũng là một tân binh mới trong sự kiện The Avantgarde ngày hôm nay. Cùng mình lên chiếc xe để trải nghiệm xem chiếc xe này đặc biệt và lái hay như thế nào nha. Mời các bạn. Ok, mình đang ngồi trên chiếc EQV 250. Chỉnh điện cái ha, tất cả là chỉnh điện hết, chỉnh ghế, vô lăng chỉnh cơ thôi. Rồi, về đi. Như mình có chia sẻ ở những clip trước thì trên màn hình của chúng ta sẽ có chữ ready ha, lên đường. Wow. Cái điều đầu tiên mình thấy là cái phản ứng chân ga nó khác hoàn toàn với mẫu GLB 200 hiện đang phân phối luôn các bạn. Như các bạn biết thì chiếc EQB 250 này sử dụng chung khung gầm với chiếc GLB 200. Nhưng mà cái phản ứng chân ga nó khác hẳn các bạn. Xoay vô lăng thử nha. Nhẹ các bạn ơi, rất là nhẹ. Tăng tốc nha. Wow. 190 mã lực các bạn, 190 mã lực và 385 Nm. Số rất là ấn tượng với một mẫu xe gầm cao kích thước vừa như thế này. Tầm quan sát cao các bạn, tầm quan sát cao, thoáng. Cảm giác lái một chiếc xe điện nó khác hẳn xe xăng các bạn ơi. Nó khác hẳn ha. Nếu như chiếc GLB 200 á, máy 1.3 tăng áp cũng kép, nó hơi có độ trễ chân ga chút xíu, thì ở chiếc EQB này chúng ta sẽ hầu như không có độ trễ các bạn. Đạp là cảm giác được ngay, rất sướng nữa các bạn. Và tuy là một chiếc xe gầm cao nhưng mà chúng ta sẽ không cảm thấy cái sự chồng chành trên chiếc xe này. Vô lăng phản ứng rất là tốt luôn. Chúng ta có một cái vô lăng AMG được bọc da nappa, đây là chúng ta sờ nắm nó rất là chắc tay luôn, rất là êm các bạn, đúng là một chiếc xe điện êm cực kỳ. Mình thấy là chiếc xe EQB 250 này rất là đa dụng các bạn. Các bạn có thể sử dụng một mình, chúng ta đi chơi, đi công việc, đi công tác, hoặc là chúng ta có gia đình nhờ vào cấu hình 7 chỗ ngồi, rất là đa dụng luôn. Chiếc xe có kích thước khoảng 4m7 nha, khoảng 4m7 cũng gọn, nên là chúng ta đi trong phố rất là tiện lợi. Đây là bài lái thử zig zag ha, để thử cái độ ổn định của thân xe. Không có chồng chành các bạn. Tuy là một chiếc xe gầm cao nhưng mà không có chồng chành. Quà gờ êm. Tiếp theo chúng ta sẽ tới bài tăng tốc ha. Tốc lên nè, quá đã luôn các bạn, quá đã luôn, quá tuyệt vời luôn. 190 mã lực và 385 Nm. Xe chúng ta chạy cầu trước ha, cầu trước. Thử cái bánh kính quay vòng nha. Tốc thì nữa ha. Khi chúng ta tăng tốc thì vô lăng sẽ siết lại, tạo chúng ta cái cảm giác rất là vững chãi. Cộng với việc là thắng nhạy nữa, nên là chúng ta điều khiển chiếc xe rất là tự tin. Và EQB 250, một chiếc xe điện gầm cao 7 chỗ, rất là tiện dụng khi mà chúng ta cuối cùng đi tỉnh xa, đi chơi cùng gia đình, hoặc đi công tác xa, rất là tiện ha. Quá đã luôn các bạn ơi. Vô lăng phản ứng cực kỳ chính xác luôn, cực kỳ chính xác. Mình nghĩ là với tầm giá chỉ 2.289.000.000 thôi và miễn phí 100% cho các bạn, thì chiếc xe này mình nghĩ sẽ tạo nên một cơn sốt tại thị trường xe sang của Việt Nam.
Các bạn thấy chiếc xe này như thế nào? Có đồng quan điểm với mình là một chiếc xe rất là tuyệt vời không? Hãy cho mình lắng nghe ý kiến một cái comment ở phía dưới video này. Và nếu thấy clip hay, cho một like, nhấn vào nút chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Và nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chiếc EQB 250, liên hệ ngay với mình nha. 0934 091 193. Xin chào.